Thưa quý khán giả, khi nhắc đến miền sông nước thì chúng ta không thể quên một món ăn tinh thần vốn đã trở thành đặc sản của người chân chất miền Nam chúng ta. Đó là gì Phương Hiếu có biết không? À rồi, cái này quá dễ, đó chính là đờn ca tài tử cải lương. Đúng rồi, và trong đến xuân về miền Tây để đón xuân thì chúng ta được lắng nghe những giai điệu ngọt ngào hòa cùng với những tiếng hát dạt dào tình cảm. Mà đặc biệt là trong một bầu không khí xuân quây quần và sum họp bên nhau như thế này thì chúng ta càng cảm nhận rõ được hơn nét đẹp hồn quê đậm đà của cái Tết miền sông nước. Đúng vậy ạ, để tiếp nối chương trình hôm nay mời quý vị sẽ cùng lắng động với một nhạc phẩm Trăng Xuân của soạn giả Hoàng Song Việt, nhạc Minh Ngọc qua phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Sông uống quanh quanh nào là hát mừng gì năm mới may mắn tăng thêm lộc đầu năm lì xì năm tân lộc đầu năm mà xuân ơi sao mình yêu thương quá. Cười thúc thích
đang rồng uống quân quân. Nào là hạt dưa, bánh chưng xanh, mướp tổ hồng. Lì xì năm mới, may mắn tăng thêm lộc đầu nở. Ta vui cùng đang xuân, trong bộ ta vui cùng đang xuân. Trăng đã đánh bao niềm vui, sáng ngời ánh trăng mùa xuân. Trăng thắp lên niềm tin, khát vọng ước mơ cho đời. Nghệ sĩ ưu tú Quế Trân cùng Vũ đoàn Việt Hải, một tiết mục rất đặc biệt thưa quý vị. Và quý vị thân mến, trong không khí Tết đến xuân về như thế này, có lẽ mỗi người trong chúng ta muốn tốt thì bên có thể người thật đó cũng có thể ta để một điều tốt mới gặt hái nhiều hơn. Chúng ta giàu được nắng bỏ từng chồi xăng như tâm tình chúng ta hướng đến những mới hơn một năm mới. Và ngày bây liên tục mời quý vị một ca trong thời gian đã được vị khán giả yêu nhưng luôn thiệu chị sĩ trẻ chữ trẻ hoa với mặt kép. Hôm nay đến ăn phong mới với một nhạc phẩm đã quá quen thuộc, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Thì mời hãy đón. Từng trời non xanh mang, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em. Quý vị xin cảm ơn rất nhiều. Và bài hát tiếp theo xin mời quý vị đại biểu và quý vị khán giả cùng nghe bài hát mang tên Xuân bên em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn. Dạ, xin mời quý vị đại biểu vỗ tay được không ạ? Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, xin cảm ơn. Hoa trong ánh mắt em rạng lên mùa xuân. Hoa trong nắng đang mơn man chuyện ngon. Cầm tay anh
mơn man từng câu hát, mùa xuân mang bao nụ cười, lục xuân hân hoan chào năm mới, giọt vang chim kêu khắp trời, tay trong tay ta cùng đi dạo phố, vui xuân đang ngập tràn, đôi môi em như là hoa đào thắm bừng lên trong nắng. Sẽ khóc khát mùa xuân mang cho ta bao ước mơ. Hoa chúng ấy bước em sang ngày mùa xuân, hoa chúng đang nắng mơn man chiều đó. Cà phê ấy bước khi đón xuân đang về cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. Oh yeah. Chào năm mới, rộn vang chim kêu khắp trời. Tay trong tay ta cùng đi dạo phố, vui dân đang ngập tràn. Đôi môi em như là hoa đào thắm, bừng lên trong nắng xuân ngời. Anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ca dịu nhạc. Nghe trong con tim đang ngập say khao khát, mùa xuân mang cho ta bao ước mơ. Hoa trong ánh mắt em sáng lên mùa xuân, hoa trong nắng. Tôi giới thiệu là ca sĩ trẻ rồi không ạ? Lúc nào cũng vậy, đầm thấm được bài thôi, đảm bảo bài thứ hai là quậy tưng bừng, đó là Phương Thanh. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc biệt mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Long thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban dân Vĩnh Long. Và chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh Vĩnh Long 1. Phương Hiếu này, từ đây đến cuối chương trình thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn rất nhiều tiết mục hấp dẫn đúng không? Chính xác thưa quý vị, cho nên là hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn đồng hành với chương trình, luôn luôn hướng mắt về sân khấu để theo dõi những tiết mục vô cùng ấn tượng. Mùa xuân đến thì có lẽ chúng ta mong mỏi nhất trong khoảnh khắc này đó chính là khoảnh khắc được đoàn viên, được lắng nghe những giai điệu chúc xuân của những người xung quanh đúng không nào? Hãy nghe nàng tâm sự như thế nào với nhạc phẩm Tâm sự nàng xuân, một sáng tác quen thuộc của Hoài Linh, và cùng đến với một giọng hát và rất dễ thương thưa quý vị. Một tràng vỗ tay để chào đón tiếng hát Tố My. Trong thế gian đang
xuân năm nay đẹp bội phần, ngắm vườn hoa mai đua nở tuyệt trần, đôi hương thơm hôn giữa trời xê, chúc xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cây thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng chiên, sẽ những mối nương duyên, mái tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuận hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã. Niềm tin đất mẹ vui bình yên, ruộng cây thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng triền miên, sẽ những mối nương duyên, mái tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm được hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã. Đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào thắm, khi xuân ấm ấy tô đẹp thương nàng. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa yên cho cô gái thì ước nguyện sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ nước
lúc trao thiệp đầu xuân. Đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang hoành đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn nói về quang thanh bình, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên lửa. Tôi yên lười người khóc muốn mong xưa duyên cho cô gái xuân kỳ, ước nguyện sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trái bền duyên đỉnh lứa đi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày như là ngày ước tay trong nhớ lúc chiếc đầu xuân, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp lắm hoa chinh với nhau xin đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà, bước bồn ba lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nô vang rên đi đùng, mình mừng xuân mướt dưa mai vàng bánh chưng, trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười chúc thịt vai hỡi những nàng đỏ đôi mắt ngày xuân mơ tình cũng đến bao em từng cười ngày thơ mừng xuân từ lâu mong chờ bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa đẹp làm sao sáng xuân in trong lòng người đẹp làm mà thắm tươi xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân.
làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lữ đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gửi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ đi đùng, mình mừng xuân mứt dưa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xưa, mơ tình quân đến sao em thẹn thùng. Từng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao sáng xuân im trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu dạng người như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xuân đến đây tô màu dạng người như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho Tô My và Vũ đoàn Việt Hải. Thật tuyệt vời ạ. Giọng ca trong vắt, bên cạnh đó là phần biên đạo quá ấn tượng của Vũ đoàn Việt Hải. Cảm ơn một tiết mục rất tuyệt vời. Quý vị thấy đó, đúng là mùa xuân là mùa của hòa bình đúng không nào? Mọi vật như là chan hòa cùng với con người để cùng làm nên một mùa xuân đầy dịu dàng, đầy nên thơ. Và quý vị có biết là mùa xuân còn là mùa của hồi ức nữa. Với những đôi lứa đang yêu nhau, mùa xuân cũng là dịp tuyệt vời nhất để cùng nhớ về những khoảnh khắc, những kỷ niệm khi thời còn tay trong tay, thời còn gửi cho nhau những ánh mắt trìu mến, thời còn gửi cho nhau những lời tỏ tình đáng yêu. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một tiết mục rất được yêu thích và tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc thi Solo cùng Bolero năm 2016. Quỳnh Như, quán quân Solo cùng Bolero 2016, sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện bằng âm nhạc với nhạc phẩm mang tên Đồng Đốm, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đồng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trông thấy nhau.
dòng thời gian xuôi mãi, cuộc vui xưa kết nên tình hương lứa ba sinh. Bạn bè thân hứa trước đi đám cưới đôi mình cầm đèn màu hoa chung, nào ngờ đâu mơ ước tựa như sương khói tan dần trong nắng ban mai. Chỉ còn câu ước cuối xin mã thắm môi hồng cho mình lại trông thấy. Lạnh lùng tương nhớ
vỗ tay thật lớn cho Lê Trinh được không ạ? Rất tuyệt vời, cảm ơn Lê Trinh rất nhiều ạ. Quý vị có thấy là ngày hôm nay chúng ta được thưởng thức rất nhiều những ca khúc bolero, đặc biệt đến từ những giọng hát ấn cuộc thi Vĩnh Long. Mỗi ngày đất nước của chúng dường như dễ được cố gắng nỗ lực trong sản xuất và phát triển đất nước. Và trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu mùa xuân rộn ràng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Võ Hà Trâm, ca khúc Xuân Yêu Thương và khúc nhạc Ngày Xuân. Mời quý khán giả cùng lắng nghe.
xuân vàng, về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay cầm tay, đều mua nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca, hoa nở tình thương tha. Đêm đêm anh huy hoàng, khúc bình minh đang reo vang. Bình minh sáng tươi, reo trên ngàn muôn tia nắng xuân. Hồn tràn đầy ước mơ, vui yêu đời, lòng đang say. Nắng xuân chưa qua lá mờ, in hình trên một sông xanh, đang trên miền tựa một ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước vào chốn thần tiên, hòa khúc hát ca xuân. Quen thuộc, chúng tôi đã chuẩn bị một màn biểu diễn rất đặc biệt, hiệu ứng pháo hoa trên màn hình. Hy vọng sẽ cùng nán lại đến thời khắc giao thừa, mang đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho người thân, gia đình và bạn bè của chúng ta nhân dịp năm mới. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại đến, một năm mới lại đến. Chúng ta hãy cùng nhau hân hoan chào đón Xuân Đinh Dậu 2017 với thật nhiều ý nghĩa, thật nhiều may mắn và bình an. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lên sân khấu đọc thư chúc Tết. Xin trân trọng kính mời ông. Đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Vĩnh Long thân mến, nhân dịp mừng xuân Đinh Dậu và chào đón năm mới năm 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, những người con quê hương Vĩnh Long đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc năm mới an khang và thịnh vượng.
năm 2016 đã khép lại với những khó khăn, thử thách, nhưng với sự nỗ lực của toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều dự án đầu tư mới, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống một cách cách mạng, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương trình hành động của tỉnh ủy, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ và nhân dân. Năm 2017 là năm thứ hai tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Trong điều kiện tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ trong tỉnh, những người con quê hương Vĩnh Long đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước, đoàn kết, ra sức lao động, sáng tạo, cống hiến, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ra sức thi đua, lao động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, tập trung xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cơ quan, đơn vị. Mừng đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng xuân Đinh Dậu năm 2017, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, những người con quê hương Vĩnh Long đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước, năm mới nhận sự như ý và hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Chào thân ái và quý thắng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ mời toàn thể quý vị cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi hiệu ứng pháo hoa đặc biệt chào mừng năm mới Xuân Đinh Dậu 2017. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao cho nước Nam rực rỡ. Thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong màu sắc này, mong sao tất cả được gần nhau.
từng mừng đón xuân trong tim bao người hát vang chờ giao thời gian chào đón muôn nhà mong cho sang năm được giàu sang chờ giao thời gian chào đón muôn nhà mong cho sang năm được bình an. Để theo dõi màn thả bong bóng mang theo những điều ước, những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, chúc cho tỉnh Vĩnh Long năm mới sẽ đạt được những thành công vượt bậc. Xin mời chúng ta cùng thả bong bóng mang theo những lời ước. Cầu chúc đất nước luôn được an lành. Xin chúc cho quý vị năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Mong sao nước Việt Nam mình mong cho luôn luôn an bình, mong sao cho nước Nam rực rỡ. Chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm nước an bình, mong cho xác thân an lành, mong sao tất cả được gần nhau. Pháo nổ từng mừng đón xuân, trong tim bao người hát vang. Chờ giao thời gian, chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Thành cảm ơn toàn thể quý khán giả và bà con đã theo dõi chương trình ca nhạc đặc biệt mừng Đảng mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017. Chào đón giao thừa, một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý khán giả và bà con chúng ta sẽ có một năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Chào đón muôn. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao cho nước Nam rực rỡ.